Hello tất cả mọi người, và lại là mình Phong Cận TV đây. Mấy bạn có thấy gì quen thuộc không các bạn? Xin giới thiệu với bạn, đây là chiếc TV LG OLED Evo mà mình đã từng review về nó rồi đó. Thì chắc là mấy bạn cũng còn nhớ chiếc TV này đúng không nào? Thì cái video mà mình đăng là lúc mà mình mua cái TV này hình như là cách đây cũng khoảng gần hoặc là hơn một tháng vậy rồi, mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nói chung cũng khá là lâu rồi đó. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là sau một tháng sử dụng chiếc TV này thì cái cảm nhận của mình như thế nào về nó, ví dụ như là về hình ảnh sau một tháng sử dụng nó có khác biệt gì lúc mới mua hay không, hay là về điện năng nó có tốn điện hay là gì không. Thì bây giờ mình sẽ giải đáp cái thắc mắc đó của mấy bạn về cái chiếc TV LG OLED Evo này nha. Ok, thì đầu tiên để mà nói về cái chiếc TV LG OLED Evo này á, phải nói là mình dường như bây giờ không thể nào sống mà thiếu nó được các bạn ạ. Bởi vì sao? Mình không có nói qua loa đâu. Mình đã mua đến tận 2 chiếc TV lận nha các bạn nha. Mình mua đến tận 2 chiếc luôn đó. Bởi vì cho nên đó là lý do vì sao mình nói với bạn là mình không thể nào sống thiếu nó được. Một chiếc á thì mình để ở đây. Đây là ở dưới văn phòng của mình, thì anh em công ty của mình có thể sử dụng chiếc TV này để có thể chơi game cùng với nhau vào mỗi buổi trưa sau khi mình làm việc xong hoặc là nghỉ giải lao có thể chơi. Còn một chiếc nữa thì mình để ở trên phòng của mình. Thì ở trên phòng của mình buổi tối thì mình có thể chơi game nè, hoặc là mình sẽ có thể xem phim bằng cái chiếc TV đó. Thì thật sự là cái công dụng của chiếc TV này nó rất là tiện ích đối với mình và mọi người trong công ty. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái hình ảnh của chiếc TV này sau một tháng sử dụng sẽ như thế nào nha. Thì dường như các bạn, mình cảm giác giống như là đây là lần đầu tiên mình sử dụng chiếc TV này vậy. Mặc dù mình đã sử dụng một tháng trời rồi, nó vẫn như vậy. Nó vẫn, hình ảnh nó vẫn đem một cái hình ảnh rất là đẹp, và âm thanh thì phải nói cực kỳ sống động luôn. Và Hero Team bọn mình rất là hay xem phim cùng với nhau vào mỗi buổi tối bằng cái chiếc TV này. Dường như bọn mình cũng không có cần phải ra ngoài rạp chiếu phim hay là đi đâu đó xa cả. Bọn mình chỉ cần ở nhà thôi thì đã có thể xem phim rồi. Tại vì cái TV này có cả YouTube nè, có cả Netflix nè, rất là nhiều những cái kênh để các bạn có thể xem phim. Và đặc biệt chiếc TV này có tính năng Cinema HDR, Dolby Vision, HDR10, Dimension Mapping Pro, nâng cấp AI 4K, có thể khiến cho mọi cảnh vật trở nên sống động hơn. Và bởi vì cái chiếc TV này nó có thể đem lại được cái chất lượng tới tận 4K, và phải nói là cái loa, cái âm thanh của nó thì vô cùng hay, cho nên là bọn mình không cần phải ra rạp, xem phim ở nhà thôi đủ vui rồi các bạn ạ. Đó, vừa tiết kiệm nè mà vừa được ở nhà quay quần cùng với nhau, anh em ngồi chung với nhau, gắn kết tình anh em. Đấy, đúng không các bạn? Và có một cái điều này mà mình rất là muốn khuyên tất cả các bạn nên chọn cái chiếc TV LG OLED Evo này là gì các bạn biết không? Đó chính là về cái phần chất lượng âm thanh. Mà rất là nhiều người sau khi mua TV về xong thì họ sẽ thường mua thêm loa nè. Khi mà mình mua cái chiếc TV này về á thì chúng ta sẽ không cần phải tốn tiền để mua loa làm gì cả, bởi vì chiếc TV này đã có sẵn âm thanh ở trên cái loa này rồi. Và âm thanh cực kỳ to luôn nha các bạn nha. Mình sẽ mở cho các bạn nghe nè. Cái này mình đã review một lần rồi, nhưng mà sau một tháng trải nghiệm như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở lên lại cho các bạn xem. Thật sự là âm lượng nghe rất là rõ ràng và hay luôn các bạn ạ. Bây giờ thì mình chỉ mới mở 50% thôi đó. Dù đã cố nén mà sao nước mắt trên mi cứ tuôn. Giây phút chia ly này ai nào muốn, tay nắm tay nghẹn ngào không đành buông. Cái này là mình đang thu bằng mic của máy quay phim mà các bạn đã nghe cái tiếng của nó rõ ràng và to đến như thế rồi. Thì các bạn nghĩ là nếu như các bạn nghe nó ở bằng tai, bằng lỗ tai của các bạn thì các bạn sẽ nghe nó to đến cỡ nào nữa đúng không? Thực sự là bây giờ mình mà mở lên nha là nhà hàng xóm còn nghe được các bạn ạ. Thực sự cái tivi này cái loa của nó hơi bị kinh khủng luôn. Ôi, đáng đồng tiền bát gạo. À mà quên nữa, còn cái này cũng quan trọng nữa nè các bạn. Đó chính là sau khi sử dụng cái chiếc TV này thì mình có bị cận nặng hơn hay không thì mình sẽ nói cho bạn biết luôn. Đó chính là không hề nha các bạn nha, không hề tăng thêm nặng thêm. Đợt vừa rồi á, lúc mà mình chưa sử dụng cái chiếc TV này á, là mình đi đo hình như là lúc đó mình khoảng cận khoảng 6 độ các bạn ạ. Trời ơi, mình cận nặng, hơi bị nặng luôn á. Là bởi vì mình rất là hay ngồi ở trước máy tính để làm việc, cho nên là mình cận tới tận 6 độ luôn. Và sau một tháng mình sử dụng cái chiếc TV LG OLED Evo này á, thì đây là một chiếc TV có khả năng giảm được cái ánh sáng xanh để không làm cho hại mắt của chúng ta. Và cái độ sáng của nó hơn những chiếc TV LG bình thường lên tới tận 30%. Chính vì như vậy cho nên là mắt của mình hiện tại 6 độ thì nó vẫn là 6 độ bạn ạ. Thì đợt vừa rồi mình mới vừa đi khám mắt và mắt của mình vẫn là 6 độ bạn ạ. Không hề tăng nha, không hề tăng sau một tháng mình sử dụng cái chiếc TV này.
thật sự là cái việc mà sử dụng TV hoặc là màn hình máy tính mà nó khiến cho mình bị tăng cận á, thì thật sự là mình rất là sợ luôn các bạn ạ. À, mình sợ lắm, tại vì một ngày nào đó mình sẽ phải đeo một cái tròng kính nó dày, thật là dày để mình có thể thấy đường được đó. Thì hồi nãy mình cũng có bảo với các bạn á, là sau khi mua cái chiếc TV này về rồi đó thì Hero Team một mình không cần phải ra rạp để xem phim nữa. Lý do là vì cái hình ảnh và cái âm thanh của chiếc TV này quá tốt rồi. Nhưng mà cũng có một cái phần này nữa rất là hay nè. Thì sau khi mà mình xem ở trên web á các bạn, thì mình mới biết được rằng là cái chiếc TV nè, nó có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, những cái kích cỡ của chiếc TV khác nhau mà các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như cái TV của mình hiện tại á, thì mình chỉ mua nó to như thế này thôi. Nhưng mà nếu như các bạn mà ra ngoài tiệm á, các bạn có thể mua được những chiếc TV to như là 42 inch nè, 48 inch, 55 inch, 65 inch, 77 inch, 83 inch. Và cái chiếc TV lớn nhất là khoảng 97 inch nha các bạn nha. Trời, 97 inch hả? Ui, 97 inch thì chắc là phải bằng bằng 6 cái chiếc TV hiện tại của mình cộng lại quá các bạn ạ. Ui, chắc nó to lắm nha. Chắc là nó to lắm luôn á trời. Hay bữa nào mình mua thử về mình review cho các bạn xem thử cái chiếc TV 97 inch coi nó to cỡ nào các bạn ha. Và tiếp theo nữa cũng rất là quan trọng, một cái khả năng của chiếc TV này mà không thể không nhắc đến, đó chính là khả năng xử lý hình ảnh khi chơi game. Và đây là một chiếc TV không phải là chỉ sử dụng để xem phim không đâu bạn, mà nó còn sử dụng để chơi game được nữa nha. Thì chiếc TV LG OLED Evo này của chúng ta có thể nói là một chiếc TV có khả năng xử lý hình ảnh lên tới 120Hz, đem đến một cái sự mượt mà cực kỳ khi mà các bạn sử dụng chiếc TV này để chơi những cái tựa game FPS. Và còn chưa kể là cái chiếc TV này là chiếc TV đầu tiên hỗ trợ Dolby Vision Gaming 4K, giúp cho những bạn nào mà đam mê game như mình á, khi chơi game sẽ không lo bị giật lắc hay là do bị chậm đường hình đó. Chính vì như vậy cho nên phải nói đây, chiếc TV LG OLED Evo này là chiếc TV gaming tốt nhất và đỉnh nhất trong thời điểm hiện tại. Và sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi thì còn gì thích hơn, sướng hơn bằng cái việc là chúng ta sẽ được giải trí bằng những con game chúng ta yêu thích. Và mình ở chung với Hero Team thì đêm nào bọn mình cũng xuống dưới đây và chơi game cùng với nhau, hò hét nè, solo game cùng với nhau, cực kỳ vui luôn, cực kỳ đã luôn. Và đó cũng chính là cái lý do vì sao mà mình muốn mua thử cái chiếc TV 97 inch đó các bạn, để xem coi là 97 inch thì mình chơi game cảm giác nó sẽ như thế nào. Ui, lúc đó chắc mình nghĩ rằng mình sẽ hòa vào trong game luôn đó các bạn. Và chắc là Hero Team một mình chơi game cùng nhau là hơi bị vui. Ok. Và hiện tại là cái chiếc TV LG OLED Evo này mấy bạn có thể mua ở tất cả những cái cửa tiệm nào ở xung quanh các bạn. Bởi vì chiếc TV này quá nổi tiếng rồi, ở đâu mà chẳng có đúng không? Hay, mà cũng đến Tết rồi đó, chúng ta đã làm việc suốt một năm rồi, chẳng lẽ bây giờ chúng ta không thể nào tự thưởng cho bản thân chúng ta một em TV cực kỳ xịn như thế này sao? Nhất là đối với những anh em game thủ á nha, mua về solo cùng với tôi nè. Ok, còn mấy bạn thì thấy chiếc TV này như thế nào thì đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt.